Dạ em xin chào quý anh chị nha. Rồi thì hôm nay giờ sáng sớm cỡ 6 giờ em lên sóng số ngày hôm nay cho anh chị mình xem tại quán trị nha anh chị. Rồi đi qua từ số bên này qua quán trị bên này cũng được 2-5 số đây à, hôm qua bón ít rồi nha anh chị. Bón đêm á. Rồi số đầu tiên là số 72 này. Rồi số 63 này, ngày 17 tháng 8 nha anh chị. Thứ năm nha anh chị. À, quán trị nha. Rồi. Rồi số 44 này. Số 70 này, 44 là đầy miền Trung mấy bữa nay ra hoài nha anh chị. À, hôm qua là bữa là ra đầu đu bữa nay là hôm qua là ra là trong lô nha anh chị. À, 70 này. 59 này. 61 này. 98 này. 35 này. 28 này. 83 này. 37 này. 88 này. 15 này. 57 này. Đó. Rồi giờ qua đây nha anh chị. Cái đài mà cái tài vô số nó hơi màu hồng hồng hơn nha anh chị là cái đài quấn bình nha anh chị. Đó. Rồi số 28 này. Nó 20 tờ nên nó dài nhiều anh chị Quang Bình nha. Quang Bình ngày 17 tháng 8 nha anh chị. Đó, 37 nè, 83 nè, 28 là Quang Bình nha anh chị, còn Quang Trị thấy nha anh chị. Rồi 23 nè. 81 nè, 33 nè, 24 nè, 14 nè. Đó, 04 nè. 32 nè. 60 nè. 22 nè. 31 nè, 98 nè, 69 nè, 44 nè, 56 nè, 55 nè, 40 nè, 93 nè, 83 nè, 05 nè, 13 nè, 42 nè, 26 nè, 13 nè, 38 nè, 90 nè, 08 nè, 89 nè, 06 đó nha anh chị. Rồi anh chị thấy rõ không? Rồi đó nha anh chị. Rồi thì hôm nay mình quay số cho anh chị mình xem. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua số thì mình đây anh chị nào có gì mua số thì Zalo các bạn với em nha anh chị. 0968 634 7712 nha anh chị. Ở ngân hàng anh đi băng 451-220-527-3226 nha anh chị. Bón trên quốc lộ 24B nha anh chị. Đậu 12 thôn Bình Sơn Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Rồi. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã yêu mấy và ủng hộ kênh của em nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài nha.